giả truyền hình thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở ngày thi chung kết môn bơi kỳ SEA Games 30. Đây là phần thi chung kết ở nội dung bơi 200m tự do nữ với sự xuất hiện của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên. Đây là vận động viên người Singapore, đó là Jolin Jazzy ở đường đua số 1. Còn ở đường bơi số 2, đó là vận động viên người Thái Lan, đó là Nathan Anh. Ở đường bơi số 3, đó là vận động viên nước chủ nhà Oliva người Philippines. Ở đường bơi số 4 cũng là một vận động viên nước chủ nhà khác, đó là Remedy Alexis Ruiz. Ở đường bơi số 5 là Trinh Hy Can, vận động viên người Singapore. Và ở đường bơi số 6, đó là niềm kỳ vọng huy chương vàng của Việt Nam, nàng tiên cá của chúng ta Nguyễn Thị Ánh Viên. Đường bơi số 7 là vận động viên Indonesia, đó là Risa Devi. Và ở đường bơi số 8 là vận động viên người Thái Lan, đó là Sabyanthai. Và lúc này thì các vận động viên đã bước lên bục thi đấu để chuẩn bị cho phần thi bơi của mình nội dung 200m tự do nữ. Và như vậy phần thi nội dung bơi 200m tự do nữ đã chính thức bắt đầu. Đây là phần thi chung kết. Và Nguyễn Thị Ánh Viên là vận động viên đang bơi ở đường bơi số 6. Lúc này thì các vận động viên, các kình ngư đã chạm đáy hồ và đang quay trở lại. Dẫn đầu đang là kình ngư ở đường bơi số 1, người Singapore. Lúc này thì Ánh Viên cũng đang bắt đầu vượt lên, có mặt ở trong nhóm dẫn đầu. Rõ ràng là như vậy. Lúc này Ánh Viên đang là vận động viên có cú xoay người đạp bàn đầu tiên trong lượt bơi này. Ánh Viên đang dẫn đầu. Cách biệt lúc này với người bám đuổi gần nhất là 0,6 giây. Ở cú xoay người thứ hai này thì Ánh Viên đang tạo được khoảng cách là gần hơn 0,8 giây so với kình ngư bám đuổi gần nhất. Chúng ta đang tiến gần đến thêm một tấm huy chương vàng nữa ở môn bơi lội này. Đây là Nguyễn Thị Ánh Viên. Những giây phút rất căng thẳng lúc này thì đã có thêm một kình ngư nữa đang bám đuổi xích sao với Nguyễn Thị Ánh Viên ở đường đua số 2. Chúng ta cùng chờ xem. Và như vậy Ánh Viên đã là người về nhất để có được tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Thêm một tấm huy chương vàng nữa đã được tiên cá Nguyễn Thị Ánh Viên mang về. Thành tích là 2 phút 0,75 giây ở nội dung 200m tự do nữ.